Hôm nay mình vẽ mặt trời. Mình vẽ mặt trời ha, một cái vòng tròn tròn. Đây, thêm những tia nắng. Những tia nắng nhỏ nhỏ. Này, ông mặt trời. Rồi giờ mình vẽ cái bong bóng ha. Bong bóng bay lên mặt trời. Bong bóng màu xanh cũng một vòng tròn tròn. Vòng tròn tròn. Đây một cái hình tam giác nhỏ nhỏ. Và một cái sợi dây để bong bóng bay. Xong. Đây mặt trời, đây bong bóng. Để thêm một cái bong bóng màu đỏ nha. Bong bóng màu đỏ nữa nha. Bây giờ mình viết chữ mặt trời. Trời, đây bong bóng nha, bong bóng bờ. Ô người ông, bờ ông bông. Ô người ông, bờ ông bông. Bờ ông bông sắc bóng. Bờ ô người ông. Bờ ông bông sắc bóng. Bông bóng. Mặt trời bông bóng.